Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với channel YouTube về fitness và lifestyle của SinFat. Đã bao giờ các bạn cảm thấy cơ bắp căng cứng và mỏi rã rời sau mỗi buổi tập hay sau khi chơi thể thao chưa? Chắc là rồi đúng không? Chính vì vậy, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 15 động tác giãn cơ toàn thân cực kỳ chill luôn. Let's go! Giãn cơ hay stretching là việc mà mình thấy hầu hết tất cả mọi người đều làm chưa đủ. Giãn cơ có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho việc luyện tập cũng như cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà có lẽ mọi người đang bỏ qua. Đầu tiên, giãn cơ có thể giúp các bạn trở nên linh hoạt hơn và tăng biên độ chuyển động cho các khớp. Nếu các bạn không thể giữ thẳng chân khi eo sit hay đẩy hết vai khi trồng cây chuối thì một vài phút giãn cơ mỗi ngày sẽ giúp các bạn rất nhiều đấy. Và nhờ linh hoạt hơn, nó cũng giúp mình hạn chế chấn thương khi di chuyển qua các tư thế khó hay bài tập khó và đảm bảo sức khỏe cho xương khớp. Tác dụng thứ hai của việc giãn cơ là giúp giảm hiện tượng mệt mỏi hay căng cứng ở cơ bắp. Khi chúng ta dành quá nhiều thời gian ở một vị trí, điển hình như là khi ngồi quá lâu hay nằm quá lâu chẳng hạn, thì cơ bắp sẽ bị co lại trong cả một khoảng thời gian dài, sẽ dẫn đến tình trạng căng mỏi cơ. Hay sau khi vận động và chơi thể thao, việc lặp đi lặp lại một động tác hay co duỗi cơ liên tục cũng sẽ gây ra tình trạng căng thẳng cho cơ bắp. Lúc này nếu được giãn cơ bắp, các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không chỉ dừng lại ở việc làm cho cơ thể các bạn cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn, giãn cơ sau mỗi buổi tập còn khiến cho việc tuần hoàn và lưu thông máu tốt hơn, giúp đưa dinh dưỡng đến cơ bắp để việc phục hồi diễn ra hiệu quả hơn. Nhiều đây thôi là đã quá đủ lý do để chúng ta thấy được sự cần thiết của việc giãn cơ rồi phải không? Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn 15 động tác giãn cơ không cần sử dụng đến bất cứ một dụng cụ nào cả và mỗi vị trí chỉ 20 giây thôi, rất nhanh. Chủ yếu là các động tác static stretching, giãn cơ tĩnh để các bạn có thể áp dụng ngay sau buổi tập của mình. Ok, cùng giãn cơ thôi. 20 giây đầu tiên sẽ là neck side stretch, nghiêng cổ sang một bên, sau đó từ tốn dùng tay cùng bên để kéo nhẹ đầu, cố gắng thả lỏng và linh hoạt lực kéo nặng nhẹ phù hợp. Rất đơn giản như vậy thôi. Bên còn lại cũng tương tự như vậy, 20 giây. Giãn cổ hai bên xong, thường mình hay thích tiếp tục với bài xoay cổ. Bài này thì mình sẽ xoay mỗi chiều 10 giây thôi. Quay từ tốn, quay quá nhanh là chóng mặt đấy. Và quan trọng là liên tục kéo căng được cổ trong suốt lúc quay. Tiếp theo sẽ là tricep stretch để mình giãn bắp tay sau. Ở đây tập tay nào trước thì mình sẽ cho tay đó ra phía sau lưng và dùng tay còn lại để kéo cùi chỏ để khi nào cảm thấy tay sau căng ra là được. Đổi sang tay còn lại. Khi giãn cơ, mọi người cũng đừng quên hít thở nhé. Tuy giãn cơ không mất nhiều sức nhưng hít thở sẽ giúp mình dễ thả lỏng cơ bắp và vào được các vị trí sâu hơn. Động tác thứ tư, mình sẽ giãn tiếp đến vai với cross arm stretch. Đúng như tên gọi của nó thì ở đây mình sẽ đưa tay qua ngang ngực và dùng tay còn lại ép vào cùi chỏ. Ngay lập tức các bạn sẽ thấy vai của mình căng ra. Và đổi tay, dùng lực vừa phải tùy theo độ linh hoạt của vai bạn, ép đến khi nào hết độ linh hoạt là được. Dần dần khi độ linh hoạt tốt hơn thì mình sẽ ép sâu hơn. Hai mươi giây tiếp theo là overhead side stretch, đan hai tay vào nhau và đưa qua đầu, sau đó nghiêng người hết cỡ sang một bên, dọc cả một bên người đó sẽ được kéo căng ra từ vùng cơ trọng tâm, cơ liên sườn và đặc biệt chủ yếu ở đây là phần lưng xô sẽ được kéo ra một cách dễ dàng. Trong mỗi 20 giây, các bạn cũng không cần phải kéo căng hết cỡ liên tục, có thể chia ra 4-5 nhịp.
vài giây kéo căng hết cỡ, lại có vài giây thả lỏng một chút. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang giãn cơ ngực. Ở đây các bạn hãy tìm cho mình một bức tường hoặc một mặt phẳng nào đấy để có điểm tì. Sau đấy ấn lòng bàn tay vào tường, đứng chân trước chân sau, hơi đổ người về phía trước và xoay người ra ngoài. Rồi mở ngực ưỡn ra để kéo căng vùng cơ ngực. Chuyển tiếp sang bên còn lại. Lúc giãn ngực, các bạn sẽ đồng thời cảm thấy được tay trước và cả vai trước cũng đang được giãn ra. Động tác 3 trong 1 luôn. Động tác tiếp theo sẽ là một biến thể của low lunge stretch, xuống vị trí lunge, nhưng ở đây mình sẽ để chân sau duỗi ra xa hơn bình thường để hạ trọng tâm xuống được sâu hơn. Thẳng người, mở ngực, sau đó giơ tay cùng bê lên, rồi vừa hạ trọng tâm xuống, vừa hơi ngả người về phía sau chân trụ. Động tác này sẽ giúp mình giãn được các cơ ở khu vực xương chậu, cơ thắt lưng, những nhóm cơ thường xuyên bị bó lại do chúng ta ngồi quá nhiều. Bên còn lại cũng thế thôi, làm mọi thứ đối diện ngược lại. Xuống giãn căng cơ thì thở ra, khi còn lại thì thả lỏng, hít vào. Cứ khi nào muốn xuống sâu hơn thì các bạn lại đẩy hơi ra một chút, sẽ dễ vào vị trí hơn. Sang 20 giây tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang cat cow. Đầu tiên hãy quỳ xuống dưới sàn, đẩy vai cao ngang tay, mở hông rộng ra một chút và đừng khép hai chân sát lại với nhau nhé. Hơi đầu tiên mình sẽ hít vào, thả lỏng vai rồi cong người xuống, sau đó ưỡn ngực ra và ngửa đầu lên. Vị trí này gọi là cow. Ở hơi tiếp theo, chúng ta sẽ hóp ngực và bụng lại, cong người lên đồng thời cúi đầu xuống. Vị trí này sẽ gọi là cat. Cố gắng đẩy được hai bả vai tách ra để giãn được hết phần lưng. Động tác này sẽ đưa cột sống của các bạn di chuyển qua hết biên độ của nó, một động tác rất tốt để duy trì độ linh hoạt và sức khỏe của lưng. Bây giờ là gluteal and lumbar rotation để giãn lưng dưới và mông. Ngồi xuống duỗi thẳng một chân, chân còn lại vắt qua, sau đó ti quỳ trỏ vào đầu gối chân trụ rồi từ từ vặn mình. Tay còn lại chống xuống sàn để hỗ trợ giữ thăng bằng và dễ xoay hơn. Tiếp tục tương tự với bên còn lại. Khi giãn cơ, mọi người hãy tưởng tượng như mình đang kéo giãn dần một chiếc dây chun. Đừng dùng quá nhiều lực mà hãy kéo giãn từ tốn. Mỗi lần kéo thêm một chút một để cơ giãn từ từ. Động tác thứ 10, lying hamstring stretch, mình sẽ nằm xuống để giãn đùi sau. Bài này sẽ rất đơn giản, chỉ việc nằm xuống và duỗi thẳng chân, sau đó dùng tay kéo lần lượt từng bên chân một và cố gắng giữ chân thật thẳng. Các bạn sẽ thấy ngay cơ đùi sau đang giãn ra. Ok, giãn nốt bên kia nữa cho đủ hai bên. Chuyển sang động tác tiếp theo là lying knee twist stretch. Chúng ta sẽ tiếp tục nằm ở trên sàn, dang tay ra, sau đó cong một chân lên vuông góc với người, rồi dùng tay đối diện kéo đầu gối sang. Càng kéo sang được nhiều thì càng kéo giãn được vùng mông và lưng dưới. Hai mươi giây tiếp theo cho bên còn lại. Cố gắng cố định phần thân trên để kéo giãn được nhiều nhất có thể,
Hoặc có một mẹo là mọi người hãy quay đầu nhìn sang bên đối diện để hạn chế bị xoay người. Một tip nhỏ thôi nhưng cũng có thể giúp ích rất nhiều. Tiếp theo, chúng ta sẽ ngồi dậy và tiếp tục giãn cơ đùi sau với seated hamstring stretch, một động tác cũng khá quen thuộc. Ngồi dậy, duỗi thẳng cả hai chân, sau đó vươn người về phía trước càng xa càng tốt. Các bạn sẽ thấy phần đùi sau căng ra rất nhiều, đồng thời là cả bắp chuối và cả dọc cột sống cũng được kéo giãn. Mục tiêu của bài tập này là làm sao để vừa kéo dài người nhất có thể, vừa có thể ép sát người lại với nhau. Đây là một động tác rất tốt để cải thiện độ linh hoạt của chúng ta. Gập được người càng sâu càng tốt, cứ thở ra thì lại cố vươn người lên một chút, hít vào thì thả lỏng 1-2 giây rồi lại vươn người ra tiếp. Giãn đùi sau xong, giờ chúng ta sẽ tiếp tục giãn đùi trước. Nằm sấp bụng xuống sàn, cong một chân lên và dùng tay kéo chân đó áp sát vào người giống như mình đang làm. Và chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bạn đã thấy cơ đùi trước của mình được kéo giãn ra chưa? Quá đơn giản phải không? Nốt chân bên kia nữa là xong. Động tác tiếp theo rất thú vị là downward dog stretch. Từ vị trí quỳ gối, chống tay xuống đất, rồi đẩy người và hông lên cao, đẩy hết vai, cúi đầu vào trong, thẳng tay sao cho cùi trỏ, vai, hông thẳng hàng. Phần thân dưới cũng tương tự, đạp chân để đẩy hông lên cao, sao cho cổ chân, đầu gối và hông tạo thành một đường thẳng. Như các bạn có thể thấy thì người lúc này sẽ giống như là chữ V úp ngược vậy. Bài tập này sẽ giãn hết mặt sau của cơ thể, từ lưng xô, mông, đùi sau và bắp chuối. Cuối cùng, để kết thúc, chúng ta sẽ đứng thẳng rồi cúi gập người về phía trước. Ép sát người vào chân nhất có thể và cố gắng liên tục giữ thẳng chân. Lại một lần nữa, gần như cả phần mặt sau của cơ thể được kéo giãn căng ra. Hít vào để thả lỏng. Một lần thở ra thì lại cố ôm sát người vào chân thêm một chút nữa. Và xong. Đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã có một buổi giãn cơ từ đầu đến chân rồi. Lần nào giãn cơ xong mình cũng cảm thấy cả người rất là thoải mái và nhẹ nhõm. Kể cả tinh thần cũng rất là thoải mái luôn. Cảm tưởng như là mình vừa xả được hết stress ra ngoài ấy. Buổi giãn cơ này sẽ rất phù hợp để các bạn có thể tập vào buổi sáng sớm hay là trước khi đi ngủ, và đặc biệt là sau buổi tập của mình. Chỉ cần một vài phút giãn cơ mỗi ngày thôi là các bạn sẽ thấy được sự khác biệt rõ rệt đấy. Video này chính là một trong những yêu cầu mình đọc được ở dưới phần comment. Thế nên các bạn hãy comment thật nhiều xuống phía dưới, vì biết đâu chính bạn sẽ là người quyết định nội dung cho những video trong tương lai của chúng ta. Hy vọng mọi người thích video ngày hôm nay. Và cuối cùng như thường lệ, đừng quên like cũng như subscribe để tiếp tục luyện tập cùng Sinh Phạm.